Làm thì thời tiết năm nay nó cũng xấu nhưng mà mình cũng cố gắng làm. Theo mình cắt mình đánh tỷ lệ mình thường ngày mình cắt chắc được 73, cứng 73. Trong cái quá trình canh tác cây sầu riêng á, khi mà cái bề mặt đất của mình nó quá nén và cũng như độ lèn nó cao thì cái phần rễ cám nó đã bị đen và cũng như nó đã chết từ lâu rồi. Huyền Nhi kính chào quý khán giả cùng với Nhà Vườn thân mến. Thưa bà con, lây hoay thì luống trái trên vườn của anh Triều tại Châu Thành Tây Ninh đã đến kỳ thu hoạch và nhận được lời mời, ban biên tập đã có mặt tại vườn cây từ rất sớm. Vâng, chương trình ngày hôm nay trước là Huyền Nhi gửi đến bà con mình những thước hình vui tươi về ngày thu hoạch và quan trọng hơn hết là kế hoạch phục hồi tốt vườn cây khi mà bối cảnh nắng nóng có tiết mưa đầu mùa. Vâng, và chương trình ngày hôm nay xin được phép bắt đầu, mời bà con đến với những thước hình đầu tiên nhé. Mùa thu hoạch rộn ràng trong dạ, thành quả xưa nay đã đến nơi. Vì sầu ngọt lắm ai ơi, thương cầu ăn quả nhớ người trồng cây. Có thể nói trong khâu canh tác sầu riêng thì vụ trái đầu tiên luôn mang lại nhiều cảm xúc nhất. Đối với chủ vườn đó là những khoảnh khắc bồi hồi khó tả. Như anh Tùng chia sẻ, mưa lớn thì rầu, nắng gắt lại lo, lúc làm bông nhiều tâm trạng lên mây, khi trái rụng thì đối như vợ bầu sắp đẻ. Nghe anh nói cảm thấy vừa thương lại vừa mắc cười, mấy ai nghĩ trồng sầu lại thú vị đến thế. Anh em gặp nhau huyền thuyền đủ chuyện, cảnh thu hoạch cứ thế tiếp diễn, tay cắt tay hứng nhịp nhàng, rồi từng xe xếp thành hàng chở trái ra bến, người cân kẻ chất rộn ràng như hội. Nghe Tây Ninh có cái nắng nung người, nên việc thu hoạch hôm nay tiến hành sớm, đại hội mới 8 giờ sáng đã đồi 4 liếp. Mấy anh cắt khen vườn này để trái quá chuẩn, cây nào cây nấy đồng đều, trái nằm cạnh lớn nên cắt khỏe re. Anh Tùng nói, mấy cha khen quá mà bóp giá hoài. Đội cắt tiếp lời, tình hình chung anh ruột, tiếp qua tiếp lại chút đỉnh dễ cắt. Nói đến chuyện giá thì không chỉ riêng anh Tùng mà ai thu hoạch trong thời điểm này cũng tiếc, nhưng suy cho cùng thì khoản giá cũng cao hơn mọi khi. Nghĩ vậy cho vui, chốt nhanh cắt lẹ cho cây đỡ suy. Đầu tiên là chỉ có mưa, sau rồi nó ra bông được là nó suôn sẻ luôn, nó cũng không có rút mắt gì. Làm thì thời tiết năm nay nó cũng xấu nhưng mà mình cũng cố gắng mình làm. Nói chung thì cảm xúc thì mình cũng vui, nhưng mà cái giá cả thị trường giờ nó hơi tụt, mình cũng thấy hơi buồn chút xíu. Là giá nó nếu mà được thận thảo mà là mình kiếm thêm được chút đỉnh nữa. Nghe anh Tùng nói xong, anh em hỏi đố, vườn này có nhiều cái hay không biết có ai nhìn ra không? Anh Tùng biểu, hay chỗ nào nói lẹ cho nóng. Chắc hẳn anh chú đang xem chương trình cũng nhìn ra được vài yếu tố tích cực trên vườn cây trước mắt. Điểm thứ nhất là bộ lá không bị cháy, mặc dù lượng trái trên cây rất nhiều. Bên cạnh đó là tỷ lệ thối đít thối hồng cũng vô cùng thấp. Rảo quanh một số vườn sầu đang gần về cuối hiện nay, bệnh cháy lá đang hoành hành dữ dội. Riêng vườn của anh Tùng và anh Triều bảo vệ được dàn lá đẹp như vậy, chắc hẳn quá trình chăm sóc đã được cân chỉnh rất hợp lý. Nghe anh em phân tích, anh Tùng hí hửng, ờ hét, công nhận lá lúa còn ngon thiệt, hèn chi lên cơm quá đạt. Tâm đắc nhất là không có thối. Nói chung là có khoảng chừng 1% thôi chứ không có nhiều. Còn vấn đề trái lá thì cũng không có nhiều luôn, cũng phải có 2-3% đó. Nhưng mà nói chung là nhẹ thôi, chứ không có gì mà trái nhiều như những vườn khác. Chuyện nội bộ vườn cây anh em đã trao đổi xong, riêng phần đánh giá tỷ lệ trái đẹp phải khách quan mới được. Trái trên vườn cơ bản xanh gai, đủ hộc, để lựa hàng xuất khẩu chắc không mất nhiều thời gian. Nhưng để thủ thì các anh chú đội cắt cho số 73 là chắc. Vụ mùa của anh Tùng với anh Triều này là đạt chắc được 95%. Chắc hết cỡ cái sức thu hoạch hết thì cỡ từ 20 tấn tới 25 tấn. Cái vườn cây này thì thấy ok á, tại vì lá lú rồi nó còn đủ, nó còn xanh. Chất lượng trái cũng ok. Theo mình cắt mình đánh tỷ lệ mình thường ngày mình cắt chắc được 73, cứng 73. 73 đi. 73 mình nông dãi mà 73 đi.
thì Vi Hùng xin gửi lời chúc mừng anh Triều và anh Tùng đã trải qua 5-6 tháng mà mình xử lý ra hoa và cũng như mình chăm sóc cái củ trái để có được cái năng suất và kèm với cái giá trị ngày hôm nay. Bên cạnh cái việc niềm vui đó thì Vi Hùng cũng xin gửi tới bà con mình một số cái điểm nổi trội của cái vườn này so với mặt bằng chung. Thì đối với cái vườn này khi Vi Hùng đi vào thì Vi Hùng đánh giá được rằng cái bộ lá nó còn ở cái ngưỡng rất là đẹp, vừa xanh lá, hạn chế trái lá. Và khi mà mình thấy cái bộ lá như vậy thì mình rất tự tin về cái phần chất lượng bên trong. Khi mà bộ lá còn đầy đủ nè, không có bị khấu hao thì chất lượng cái muối bên trong hạn chế bị cháy muối, trái mình nó lớn học đều, năng học tốt, thì lúc đó bà con mình thấy là cái tỷ lệ vườn của mình nó sẽ đẩy lên cao. Và khi bên trong á, thì thấy là gì, trái đang ở giai đoạn cắt trái nhưng mà vẫn còn xanh trái, cái hiện tượng vàng gai rất là ít trên vườn của anh Triều. Và đặc biệt là gì, khi mà xét về cái tỷ lệ bể gai thì Vi Hùng thấy cái tỷ lệ nó tầm khoảng 2% thôi. Có bể những cái trái mà nó sồ, nó quá cái trọng lượng so với mặt bằng chung. Thì một cái điểm nữa mà Vi Hùng đánh giá được rằng là anh Triều cũng như anh Tùng rất là chủ động đó, đó chính là cái việc mà mình kéo cơ đọt ở cái giai đoạn mà cây sầu riêng có thể đi một cơ đọt. Thì Vi Hùng đánh giá được rằng cái bộ đọt mà khi mà mình kéo ở giai đoạn trái gần tới thu hoạch, mặc dù nó không lớn đâu, nhưng mà mình đang hỗ trợ quá trình chuyển đổi cho cây sầu riêng nó quay lại quá trình sinh trưởng tốt hơn, thì lúc đó mình sẽ phục hồi nó tối ưu hơn. Nói đoạn anh em đội cắt cũng chuyển sang những clip cuối. Nghe đâu ngoài bến một xe tải chở đầy trái nhất đã đi, đợi xe khác vào mới cần tiếp. Anh Tùng lẩm bẩm, trong sâu ăn tối lò mai, việc mình hồ dễ để ai đo lường. Chưa cắt trái xong, anh Tùng đã tính đến chuyện phục hồi. Anh em thấy vậy mới chọc, này vô hơn 2 tỏi, vụ chút đi, lo hoài mọc không nổi không anh. Anh Tùng nhỏ giọng, tính cho sớm để còn chuẩn bị, năm nay nghe đầu nắng nóng kéo dài sẽ làm đọt khó. Rồi rồi có liền. Anh em cùng anh Tùng rảo quanh vài vòng rồi tính toán. Vườn trái chín đều, cắt đứt đợt này nghỉ khỏe ít bữa tiến hành thao tác. Anh Tùng nói, có sẵn ốc green với 620 rồi, giờ cần đã tưới thôi. Anh em tiếp lời, khoan khoan, vườn mình phải làm thêm vài bước nữa mới được. Đất vườn trước mắt giữ nước kém và do điều kiện nắng nóng cần tưới liên tục nên bề mặt có xu hướng nén giả. Thiết nghĩ bỏ công xới xáo một quận trước khi tưới dưỡng sẽ mang đến nhiều lợi ích cho vườn cây. Thì đối với cây sầu riêng hoặc là mọi loại cây trồng, sau khi mà mình cắt hết trái xong thì bà con để giúp Vi Hùng tầm khoảng 7-10 ngày cho cây ổn định và cũng như cân bằng lại cái nội tiết tố trong cây. Thì lúc đó mình mới tiến hành thao tác là phục hồi sau thu hoạch. Thì vườn anh Triều cũng vậy, sau khi mà ảnh cắt trái hết xong thì Vi Hùng lấy cái mốc là 10 ngày bỏ cho cây tự điều tiết và cũng như cân bằng lại, rồi mình sẽ tiến hành thao tác. Và đặc biệt là đối với thao tác bên dưới thì Vi Hùng có gợi ý anh Triều là gì, mình sẽ xới những cái đất xung quanh cái tán cây sầu riêng. Và cái mục đích xới thứ nhất là mình sẽ tăng cái độ thông thoáng cho cây, thứ hai là khi mà mình xới như vậy mình tưới nước nè, xong rồi mình tưới những cái dung dịch thuốc bệnh, nó sẽ hấp thu và cũng như tránh cái độ thất thoát. Và một cái yếu tố nữa, nếu mà bà con mình có để ý trong cái quá trình canh tác cây sầu riêng, khi mà cái bề mặt đất của mình nó quá nén và cũng như độ lèn nó cao thì cái phần rễ cám nó đã bị đen và cũng như nó đã chết từ lâu rồi. Khi mà mình xới như vậy, mặc dù là nhìn đứt rễ nó sót nhưng mà đâu đó những cái rễ cám của cây sầu riêng đứt xong, cây nó sẽ tự điều chỉnh và cũng như nó mọc ra những cái rễ mới. Thì lúc đó khi cây sầu riêng thay được cái áo mới rồi thì hấp thu dinh dưỡng nè, ngừa bệnh và cũng như thúc những cơ đọt lên nó sẽ mau hơn. Một cái yếu tố và cũng như cái dụng ý của Vi Hùng khi mà gửi gắm vào cái khâu mà mình xới sau khi mà thu hoạch xong á bà con, tại vì khi mà gần tới cử thu hoạch bà con mình bón và cũng như sử dụng những cái dòng kali trắng, mặc dù là nó không có hại rễ nhiều nhưng mà nồng độ K cộng trong cái đất nó cao, lúc đó nó sẽ ức chế cái đạm của mình rất là nhiều, nên nhiều bà con mình không có xới đất lên. Mặc dù mình bỏ cho cây nghỉ 10-15 ngày nhưng mà khi mình bón những cái phân chứa đạm thì thấy cái cơ đọt của mình lên nó rất là nhỏ. Cũng một phần là vì cái nồng độ kali trong đất nó cao á, khi bà con bón đạm vào cây nó không hấp thu được bao nhiêu. Và Vi Hùng tin chắc rằng cái thao tác xới tuy mình nói nó ngắn gọn thôi nhưng mà bà con xới xong rồi thì cái hiệu quả cũng như cái lợi ích mang lại cho cây sầu riêng nó rất là tốt, và cũng như bà con mình sẽ kiểm chứng bằng những cái cơ đọt nó lên mập to và nó khỏe. Xong khâu xới xáo, anh chú mình có thể phủ qua một lớp vôi bột để trung hòa pH đất, sau đó mới tưới bộ đôi Arigon 620 và Overin của Tây Ban Nha. Bên trên vẫn theo bài cũ, cắt tỉa cành tâm, cành sâu, rồi tiến hành phun tẩy rong, rửa vườn. Vườn anh Triều cơ bản ít rong do trong quy trình nuôi trái ít sử dụng các dòng chứa đạm tự do. Hiện chỉ có chút đỉnh đốm bệnh trên lá, cua nhẹ một cử là sạch liền. Với cái nóng đã được dự báo kéo dài, rồi mưa đầu mùa lại rơi bất chợt, anh em kỹ thuật đã thống nhất cùng các anh thêm vào nhóm chất chống sốc giúp vườn cây thuận lợi phục hồi. Trời ơi,
Thì sau khi bà con mình thực hiện là hỗ trợ quá trình phục hồi ở dưới bồ rễ xong thì mình sẽ quay lên cái phần bên trên. Và vì Hùng thấy được nhiều bà con mình khi quay lên trên thì chủ yếu là mình phun thuốc gầy và bảo quản cơ đọt. Nhưng mà một cái yếu tố mà nó quyết định về cái sức khỏe cây và cái tình trạng phục hồi mau hay chậm đó là cái việc mà mình tẩy gông. Đặc biệt là vì Hùng đánh giá được rằng năm nay ở dưới miền Tây ấy, bà con rất là chú trọng cái việc tẩy gông cho cây sầu riêng. Thì bên cạnh đó vườn Anh Triều ngoài cái việc là mình xới sáo dưới đất thì bên trên Phi Hùng vẫn cho tiến hành một cử mình tẩy gông. Đặc biệt là cái vị trí phun thì Phi Hùng có chia sẻ với anh Triều là mình phun kỹ giúp Phi Hùng là thân với cành. Cái công thức mà Phi Hùng cho anh Triều sử dụng bao gồm là Zipra, Super Cat và chế phẩm thấm sâu 30 giây. Thì khi mà mình phun cái công thức này, ngoài cái công dụng là tẩy những cái gông dính trên thân cành nè, và bên cạnh đó có cái sản phẩm Super Cat đưa vào để hỗ trợ quá trình cân bằng và cũng như phục hồi của cây sầu riêng mình nó tốt hơn. Bà con mình thấy thì khu vực của anh Triều đặc thù là mưa trái mùa hoặc là vô đầu mùa mưa nó sớm, nên khi mình đưa cái chế phẩm Super Cat vào sớm thì nó sẽ giúp điều hòa cân bằng, tránh cái tình trạng là gì, cây sầu riêng của mình cắt trái xong dính một hai cơn mưa nó bị sốc, nó bị ngủ ngày, thì lúc đó quá trình tạo cơi, quá trình phục hồi nó sẽ không có mạnh. Bên cạnh đó là việc cái chế phẩm Zip ra ngoài cái vấn đề tẩy gông và cũng như là nó diệt những cái nấm hồng đốm gông trên cây và thân cành, thì nó còn thêm một cái yếu tố là nó sẽ quản lý được những cái mầm bệnh và cũng như những cái bào tử của con Phytophthora. Trong quá trình mà mình canh tác, mặc dù là cái tỷ lệ trái nó thối rất là thấp nha bà con, nhưng mà một số cành nhánh của mình khi mà mình đi cái lượng đạm và cũng như cái công thức hữu cơ nó không cân đối trong quá trình nuôi trái sẽ bị những cái đốm xì mũ nách, xì mũ thân. Thì cái sản phẩm Zipra cộng thấm sâu 30 giây sẽ hỗ trợ quá trình bà con mình ngừa và cũng như trị hai cái tác nhân này, sẽ giúp cho cây sầu riêng của mình tránh cái tình trạng chết nhánh bỏ cành. Lúc đó bà con mình giữ được cái cành chiến lược nè, giữ những cái nhánh nó nằm ở vị trí đẹp thì năm sau sản phẩm và cũng như cái giá trị nó sẽ cao hơn. Thế là những kế hoạch chăm sóc vườn cây sau thu hoạch đã được vẽ ra hoàn chỉnh, coi như xong việc chuẩn bị mồi màng nhậu nhẹ. Anh Tùng nháy mắt ra hiệu theo anh em chân hững, giờ hổng vô sòng đi đâu nữa trời. Anh Tùng dẫn lối ra tận cuối vườn rồi nói, qua đó không được từ chối, mang về hết. Theo hướng anh Tùng là mấy gốc mù sàng kinh lủng lẳng trái bói. Giờ mới nhớ lần đầu gặp anh Tùng có nhắc lại hoay lo vườn ri vườn thái cái quên bẵng đi mất. Anh Tùng kể hai gốc trái nhiều, một để nhà ăn còn lại tặng. Biết nói sao cho vừa tình cảm của nhà vườn dành cho anh em kỹ thuật, thôi thì nhận đó như một lời hứa hẹn cho vụ mùa tới anh em mình gắn bó nhau hơn. Anh Tùng cũng chốt năm tới rủ thêm vài vườn lân cận làm chung quy trình áp phát nông cho vườn nhà vui cửa. Qua đó anh gửi những lời tốt đẹp đến anh chú gần xa cùng chia sẻ niềm vui ngày thu hoạch. Ở đây ai cũng làm vườn mà nói chung làm sầu riêng là rất là khó. Giờ nói chung là chúc bà con làm cho nó thành đạt trong những cái năm mà vụ sầu riêng cho nó có lợi nhuận rất là cao. Bà con thân mến, thế là một mùa sầu riêng đã kết thúc với niềm vui trọn vẹn. Qua đó, Ban biên tạo cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bà con đã luôn tin tưởng đội ngũ An Phát Nông khi mà gặp những vấn đề trong canh tác. Vâng, Huyền Nhi xin được chúc cho anh Triều sẽ có thật nhiều sức khỏe, vườn sầu riêng sẽ phục hồi tốt và quý khán giả của chúng ta luôn có một mùa vụ thắng lợi nhất. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Huyền Nhi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.